Tính cả lần này thì đã gần 20 lần tôi về lại quê hương để mong nhận lại cái nhà của tổ tiên để lại. Chúng tôi đã gửi hàng trăm lá đơn trong vòng 40 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Bà Võ Lan Điệp, 71 tuổi, là một Việt kiều Mỹ, vừa buồn rầu chia sẻ như vậy. Liên quan đến vụ ông Hồ Văn Tín ngụ ở quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn, người nhận ủy quyền của ông Võ Văn Vĩnh, Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp trong việc đòi lại ba căn nhà số 207, 209 và 211 ở đại lộ Nguyễn Thái Học, hiện nay là đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Diễn biến mới nhất đó là việc người được quyền thừa kế ba căn nhà trên, đó là bà Võ Lan Điệp, 71 tuổi, là một Việt kiều Mỹ, đã về Việt Nam để tiếp tục hành trình tìm lại nhà đã cho mượn từ hơn 37 năm về trước. Tôi thực sự rất mệt mỏi, buồn chán và bức xúc. Tôi cho mượn có văn bản giấy tờ đàng hoàng, nhưng giờ phải mất mấy chục năm để đi đòi nhưng vẫn chưa được. Tôi giờ dạng yếu không biết còn sống nổi để chờ đợi đến khi được nhận lại nhà hay là không. Cha mẹ tôi, chị tôi vì không thể chờ đợi được đến ngày lấy lại nhà nên đã qua đời mà không được về nơi thờ phụng thắp cho tổ tiên một nén nhang. Tôi thật là xót xa, bà Điệp nghẹn ngào nói như vậy. Bà Điệp tâm sự: "Tôi giờ rất muốn về lại quê hương để sinh sống vì tuổi già sức yếu, không còn muốn bươn chải xứ người nữa. Gần 20 lần về quê tôi đều phải chọn ngoài khách sạn vì không thể vào nhà, nơi đã gắn bó mấy chục năm với bao kỷ niệm trước khi tôi đi định cư ở nước ngoài. Nhìn nhà của mình mà người ta đem cho thuê, còn mình thì lủi thủi ở khách sạn, tôi thực sự là xót xa. Tôi đã gửi thông báo đòi nhà đến các cơ quan chức năng và các đơn vị đang quản lý, đang thuê căn nhà của tôi nhưng mấy ngày qua đều không được phúc đáp." Ghi nhận vào ngày 27 tháng 2, căn nhà 211 Nguyễn Thái Học hiện nay đã được cho thuê để làm nơi bán quần áo, túi xách và đồ điện tử. Sau khi gửi thông báo đòi nhà cho các đơn vị liên quan, bà Điệp đã đến trước căn nhà mà gia đình cho mượn từ hơn 37 năm trước để ngồi trước cửa chờ cơ quan chức năng đến xử lý, nhưng không có ai xuất hiện. Hiện bà Lan Điệp đã gửi đơn đến văn phòng chính phủ, thanh tra chính phủ để cầu cứu. Theo hồ sơ thì nguồn gốc của ba căn nhà trên đó là của ông Võ Văn Thiêm và vợ đó là bà Nguyễn Thị Hoa. Hiện cả hai ông bà đã qua đời. Ông Thiêm, bà Hoa có ba người con là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp, cả ba người đang cư ngụ ở nước ngoài. Ngày 24 tháng 9 năm 1970, vợ chồng ông Thiêm để lại tờ chúc ngôn có ký gửi tại phòng trưởng khế Sài Gòn, để lại cho các nhiều tài sản, trong đó có ba căn nhà số 207, 209 và 211 Nguyễn Thái Học. Ba căn nhà này sau đó được giao cho ông Trần Minh Tánh, hiện đã qua đời, là chồng cũ của bà Lan Khai, trông coi hộ. Thời điểm này, ông Tánh có nhận ông Nguyễn Văn Phước sinh năm 1965 làm con nuôi và nhập khẩu cho ở cùng trong căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học. Ngày 19 tháng 9 năm 1977, Ban Quản lý Hợp tác xã Tiêu thụ phường 17 quận Nhất ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp. Ông Trần Minh Tánh là người thay mặt ký tên. Trong trường hợp chủ nhà về công tác tại Việt Nam và cần sử dụng lại căn nhà trên thì hợp tác xã sẽ giao căn nhà lại cho chủ nhà để được trọn quyền sử dụng. Hợp đồng mượn nhà thể hiện rõ như vậy. Trong hợp đồng mượn nhà còn nêu, các chủ nhà của căn nhà trên cũng cần chỉ định một người đại diện chính thức để cùng giải quyết những vấn đề hành chính giữa đôi bên khi cần đến, và người đại diện chỉ định này có nơi cư ngụ thường trú tại Việt Nam. Về hành trình đòi lại ba căn nhà số 207, 209 và 211 Nguyễn Thái Học, năm 1991, bà Lan Diệp đã gửi đơn đòi lại nhà nhưng không được xem xét và giải quyết. Năm 1993, ông Trần Minh Tánh được ủy quyền của ba người thừa kế gửi đơn xin nhận lại nhà nhưng không được chấp nhận. Năm 2001 đến nay, ông Tín nhận ủy quyền để tiếp tục hành trình đòi lại ba căn nhà cho mượn từ 37 năm trước. Điều đáng chú ý đó là sau khi vào cuộc xác minh,
cơ quan chức năng xác định là không có hồ sơ liên quan đến căn nhà số 207, 209, 211 đường Nguyễn Thái Học, mà chỉ có căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học. Hai số nhà 207, 209 Nguyễn Thái Học đã bị bốc hơi. Luật sư Bùi Quốc Tuấn, văn phòng luật sư Quốc Tuấn thuộc Đoàn Luật sư thành phố Sài Gòn nhận định, hơn 37 năm qua có rất nhiều văn bản giấy tờ để trả lời rằng quanh vụ việc này nhằm xác định tính chất pháp lý là đối với ba căn nhà. Từ cơ sở đó, quyền của người đại diện ủy quyền trong trường hợp khởi kiện này phải yêu cầu tòa án tiếp tục giải quyết vụ án và đưa vụ án ra xem xét. Trước đây có ba căn nhà nhưng hiện nay tất cả giấy tờ chỉ thể hiện một căn. Vậy hai căn nhà kia được hợp thức hóa bởi ai? Phải đề nghị tòa án trích lục nguồn gốc đất từ Sở Tài nguyên và Môi trường và ai quản lý ba căn nhà đó. Liên quan đến vụ việc này, mới đây Ban Tiếp Công dân Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản hướng dẫn công dân gửi đến ông Tín. Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu liên quan, nhận thấy là ngày 26 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 8688 BPNCPC phúc đáp thông tin pháp lý theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn. Do đó, Ban Tiếp Công dân thành phố đã đề nghị ông Tín liên hệ trực tiếp với Tòa án Nhân dân thành phố để mà biết kết quả giải quyết. Madison, thủ phủ của tiểu bang lạnh giá Wisconsin, một phụ nữ gốc Việt đã tạo nên lịch sử, dù chỉ là một nét lịch sử nhỏ nhưng cũng đáng kể. Đó là cô đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đội vương miện hoa hậu đại diện cho thành phố Madison, tức là Miss Madison. Theo thông tin của đài WKOW, vào ngày thứ ba, ngày 27 tháng 2, cô Katarina Nguyễn Thi Đan, hay là Katarina Nguyễn, đã được vinh dự thắng giải Hoa hậu Madison vào cuối tuần qua. Theo bản tin cho biết thì Katarina Nguyễn, 23 tuổi, là một sinh viên y khoa tại trường University of Wisconsin. Cô lớn lên tại thị xã Linwood thuộc tiểu bang Washington. Đây là lần đầu tiên Katarina tham dự một cuộc thi Hoa hậu trong tiết mục thi thố tài năng. Katarina Nguyễn đã trình diễn một nhạc khúc bằng đàn tranh Việt Nam. Thí sinh về nhì và nhận giải Á hậu Madison đó là cô Susan Foles, 24 tuổi. Người đội vương miện cho Katarina Nguyễn đó là một cựu hoa hậu McKenna Collins của năm 2017. Cô này không chỉ là hoa hậu Madison năm 2017 mà cũng là hoa hậu Wisconsin năm 2017. Vào ngày 16 tháng 6 đến đây, Katarina Nguyễn Thúy Đan sẽ tranh tài, tranh sắc với các cô khác ở trong giải Hoa hậu Wisconsin được tổ chức ở tại thành phố Oshkosh, theo bản tin cho biết như vậy. Cư dân Nam Cali đã chi là 6.949 USD trên một năm chỉ cho việc ăn chơi. Kết quả của một thống kê mới nhất của liên bang cho thấy, cư dân ở Nam California đã chi ra trung bình là 6.949 đô la trong năm 2015 và 2016. Cho mục ăn chơi, những cái mục đó bao gồm như là kéo ghế, đây là cái kiểu nói của giới ăn chơi, tức là ăn ở nhà hàng, lưu linh và giải trí. Theo báo The Orange County Register đã trích báo cáo của cơ quan thống kê lao động, nói thêm rằng mức chi tiêu ấy của Nam California chỉ đứng hạng thứ 16 trong số 22 khu đô thị lớn ở Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu này, Nam California được định nghĩa là bao gồm các quận hạt như là Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino và Ventura. Điều đáng kinh ngạc là San Diego được xếp hạng cao nhất về mức chi tiêu cho mục ăn chơi với con số trung bình ước tính là 9.450 đô la trong 2 năm vừa qua.
Kế tiếp đó là Minneapolis State Paul với là 9.410 đô la và Seattle là 8.965 đô la Mỹ. Xét về mặt này thì Party Pooper, tức là dân không ưa hội hè đình đám, sống tại Miami với mức chi tiêu ở là 5.376 đô la Mỹ. Nhưng xét về mặt ăn nhậu, tức là dân ưa hội hè điên cuồng, Party Animal, cư dân Nam California trong năm 2016 và 2015 đã chi 9% từ thu nhập trung bình hàng năm của mình, tức là khoảng 77.062 đô la cho một ăn chơi, và được xếp vào hạng thứ 8 trên mức 22. Một lý do là Nam California không thể leo lên hạng cao hơn được là vì họ là phải chi ra 30% tiền lương để trả tiền nhà, một tỷ lệ cao nhất trong cả nước. Trong khi đó, dân Houston chi là 11% thu nhập cho một ăn chơi. Theo sau đó là San Luis. Tuy nhiên, hà tiện nhất trong mục này phải kể đến đó là New York, chỉ có chi đến 6,8% của thu nhập, rồi sau đó đến Washington DC. Về mục kéo ghế ở Nam California xài trung bình là 3.770 đô la, tức là 4,9% tiền lương trung bình mỗi người. Đứng đầu đó là Houston với là 6,3%, và kế đến đó là Honolulu, xài ít nhất đó là Atlanta với là 3,1%, và rồi đến Boston. Về mục giải trí, dân Nam California đã chi là 2.665 đô la, tức là 3,5% thu nhập, đứng hạng thứ 15, và cao nhất đó là Minneapolis Chris Paul là 5%, rồi đến San Diego, và cao nhất đó là San Francisco chỉ với là 2,7%. Thông cảm là vì họ phải làm việc điên cuồng, nhưng cũng trên được Miami. Và sau cùng về mục lưu linh là dân Nam California xài trung bình là 514 đô la hàng năm, tức là chiếm 0,7% của thu nhập, đứng hạng thứ 14 trên 22, cao nhất đó là San Francisco với là 1% của lương, kế đến là San Luis, Atlanta với 0,4%, và theo sau đó là Dallas. Thành phố Detroit lại là thành phố bạo lực nhất trong năm 2016 của Hoa Kỳ, với con số sát nhân còn vượt qua cả Los Angeles, dù dân số kém Los Angeles đến 4 lần, theo một báo cáo mới nhất do FBI đưa ra. Nhưng cảnh sát trưởng James Reid của Detroit không đồng ý. Ông nói như sau: "Đâu phải báo cáo từ FBI đưa ra là nó chính xác đâu, tôi phản đối, vì nhu liệu mới của hệ thống máy tính của Detroit cho thấy tội ác đã giảm 5% trong năm 2016 và đang có khuynh hướng đi xuống từ năm 2013 đến nay." Trong lúc thị trưởng Detroit là ông Mike Durden từ chối bình luận tin này, thì trong một cuộc họp báo chiều ngày hôm qua, ông James Gray nói: "Tôi tin tưởng là các con số báo cáo về tội ác của sở cảnh sát Detroit là rất chính xác. Theo báo cáo của FBI có tên là 2016 Uniform Crime, thì trong năm 2016 có 13.705 vụ phạm pháp bạo động, kể cả sát nhân, tấn công, cưỡng hiếp và cướp bóc đã diễn ra ở Detroit, tức là tăng thêm 15,7% so với năm 2015. Con số này đã khiến thủ đô của xa hơi của Hoa Kỳ đã trở thành thành phố có trên 100.000 dân đứng đầu trong danh sách các thành phố đẫm máu nhất. Tiếp theo lần lượt đó là Louis San Luis đứng đầu danh sách này và Detroit đứng thứ nhì. Trong năm 2016, hai thành phố này đổi chỗ cho nhau. Trong năm 2016 có 303 vụ giết người ở Detroit so với năm 2015 là 295 vụ, theo báo cáo của FBI cho biết như vậy.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.